Lịch sử chùa Liên Hoa, thôn Nam Quán. Phạm Văn Vinh, biên tập, đồng biên dịch. Liên Hoa tự là tên ngôi chùa cổ tọa lạc tại phía tây thôn Nam Quán, xã Đông Các, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Liên Hoa tự viết chữ Hán Nôm, có nghĩa là chùa hoa sen. Chùa Liên Hoa được tôn lập từ năm nào? Đây là một câu hỏi khó có thể trả lời chính xác. Chùa Liên Hoa cũng như nhiều ngôi chùa khác trong vùng đã trải qua biết bao biến cố thăng trầm của lịch sử. Do thời gian phong hóa, thiên tai tàn phá và có cả yếu tố con người hủy hoại, do sự nhận thức sai lệch về tín ngưỡng tôn giáo, văn hóa vật thể và phi vật thể. Sau kỳ đại hội 6 của Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức vào năm 1986, nhà nước ta có sự đổi mới toàn diện về mọi mặt. Kinh tế xã hội phát triển, văn hóa tín ngưỡng cũng được nhìn nhận tích cực hơn. Nghị quyết số 03 NQTU ngày 16 tháng 7 năm 1998 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hội nghị Trung ương 5 khóa 8 về việc xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, có văn bản nội dung có đoạn viết: di sản văn hóa là tài sản vô giá, gắn kết cộng đồng dân tộc là cốt lõi của bản sắc dân tộc, cơ sở để sáng tạo những giá trị mới và giao lưu văn hóa, hết sức coi trọng bảo tồn, kế thừa, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, bác học và dân gian. Văn hóa cách mạng bao gồm cả văn hóa vật thể và phi vật thể. Nghiên cứu và giáo dục sâu rộng những đạo lý dân tộc tốt đẹp do cha ông để lại. Tôn trọng tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng của nhân dân. Đảm bảo cho các tôn giáo hoạt động bình thường trên cơ sở tôn trọng pháp luật. Nghiêm cấm xâm phạm tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng. Thực hiện nhất quán chính sách đại đoàn kết dân tộc. Khuyến khích ý tưởng công bằng, bác ái, hướng thiện trong tôn giáo. Đồng thời tuyên truyền giáo dục khắc phục tệ mê tín dị đoan, chống việc lợi dụng tôn giáo tín ngưỡng thực hiện những ý đồ chính trị xấu. Nghị quyết Trung ương 5 khóa 8 năm 1998 được thực hiện rộng khắp trên toàn quốc. Hòa trong không khí đổi mới của toàn đảng toàn dân cả nước, nhân dân thôn Nam Quán đã tiến hành trùng tu tôn tạo lại chùa Liên Hoa trên cơ sở khuôn viên cổ tự Liên Hoa bên dòng Nang Khê. Chùa Liên Hoa thôn Nam Quán cũng giống như các ngôi chùa khác trong vùng, thời điểm đó đều do người dân địa phương tự trông coi phụng sự Phật đường. Cụ Phạm Thị Nhuận, sinh năm Mậu Tý 1948, pháp hiệu là Diệu Gái, người trong thôn Nam Quán đã được bản hội Phật giáo tín nhiệm cử làm thủ hộ, trông coi mọi việc trong chùa. Từ năm 1992 đến nay là năm 2023, cũng đã là 31 năm. Tháng 8 năm 2010, Đại Đức Thích Thanh Hiển, thế danh Mai Văn Huy, sinh năm 1963,
1981, nguyên quán xóm Nam Lạc, thôn Lạc Quần, xã Xuân Ninh, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, đã được Giáo hội Phật giáo cấp cao bổ nhiệm trụ trì chùa Liên Hoa. Nhờ sự tận tâm phụng sự Phật pháp của thầy trụ trì Thích Thanh Hiển và bà thủ hộ Phạm Thị Nhuận, đặc biệt là sự thành tâm cúng dưỡng tam bảo của tín đồ Phật tử trong thôn, trong xã cùng Phật tử thập phương tiến cúng công của tôn tạo chùa Liên Hoa trong 13 năm liền, để hôm nay thôn Nam Quán đã có một quần thể kiến trúc thiền tự uy nghi bề thế, rộng hàng ngàn mét vuông bên dòng Nang Khê cổ xưa. Quần thể chùa Liên Hoa được thiết kế theo mẫu tự Tiền Công Hậu Quốc, gồm có: một là cổng tam quan kiêm tháp chuông. Cổng tam quan có 3 tầng. Trên tháp tầng 2 có treo Đại Hồng Chung, là một quả chuông cực lớn do Phật tử tiến cúng đúc ngay tại chùa vào năm 2012. Miệng chuông rộng 1 mét, toàn thân chuông cao 1,5 mét. Hai là quảng trường. Bước qua cổng tam quan là quảng trường. Quảng trường là một sân lớn rộng tầm 500 mét vuông được đổ bê tông. Thứ ba là hồ phong thủy và tượng Phật Bà Quan Thế Âm. Phía trước quảng trường là một hồ sen tạo phong thủy. Trên hồ sen có lầu thủy tọa đặt tượng Phật Quan Âm đang cầm bình cam lộ ban phúc cho chúng sinh tần thế. Bốn là Đại Hùng Bảo Điện. Công trình nguy nga nhất là Đại Hùng Bảo Điện. Trên nóc Bảo Điện có 4 chữ Hán Nôm Liên Hoa Thiền Tự, nghĩa là chùa Hoa Sen thờ Đức Phật. Đại Hùng Bảo Điện là một tòa nhà lớn, giường cột bằng gỗ được thiết kế hình chữ đinh. Phía mặt tiền là một dãy nhà 7 gian quay mặt ra quảng trường hướng Nam. Tiếp sau là tòa Đại Hùng tôn thờ Đức Phật Tổ và chư vị Bồ Tát La Hán. Thứ tư là Điện Tứ Ân. Phía sau Đại Hùng Bảo Điện là 3 tòa nhà lớn được xây dựng bằng bê tông giả gỗ lợp ngói mũi hài. 3 tòa nhà xếp hình chữ quinh phía sau Bảo Điện. Tòa nhà 7 gian phía đông là Điện Tứ Ân, nơi thờ Địa Tạng Bồ Tát và các chân linh Phật tử bản tự Liên Hoa. Thứ năm là nhà tổ. Tiếp theo là tòa nhà 7 gian chính giữa nhìn lên Đại Hùng Bảo Điện. Trên nóc ngôi nhà lớn này có 4 chữ là Tổ Ấn Trùng Quang, nghĩa là nơi lưu giữ dấu ấn và cũng là điện thờ các đời cao tăng đã trụ trì và phụ sự bản tự Liên Hoa. Thứ 6 là Tứ Phủ Công Đồng. Tiếp theo sang phía tây là tòa nhà 7 gian thờ Công Đồng Tứ Phủ. Tứ Phủ nghĩa là thờ chung 4 vị tiên thánh, gồm có Mẫu Thượng Thiên, Mẫu Quỳnh Hoa, Liễu Hạnh, Mẫu Thượng Hàn và Trần Triều Thánh Đức. Bảy là Đền Hậu. Đền Hậu là ngôi miếu nhỏ tọa lạc tại phía đông giáp với sân cạnh cổng chùa. Đây là nơi thờ chân linh các quan viên trong thôn, xã đã cống hiến tài sản rất lớn, xây dựng chùa, phụng sự tam bảo. Các vị Phật tử hàng tâm này khi qua thời sẽ được người dân địa phương và trụ trì bản tự tôn vinh thờ cúng tại chùa, được cúng dỗ hàng năm và gọi đó là hậu Phật. Ngoài các công trình kiến trúc vừa nêu, trong khuôn viên chùa còn có nhà khách, nhà sinh hoạt của tăng đoàn Phật tử. Chùa Liên Hoa hôm nay thật xứng đáng là một địa chỉ danh thắng văn hóa tâm linh có quy mô đệ nhất xá nhà. Ngược dòng lịch sử, từ năm 1946 trở về xa xưa, thôn Nam Quán thuộc xã Đông Động, huyện Thanh Quan, phủ Thái Ninh, tỉnh Thái Bình. Chữ Hán Nôm viết là Thái Bình tỉnh, Thái Ninh phủ, Thanh Quan huyện, Đông Động xã, Nam Quán thôn. 3 chữ Nam Quán thôn đã được chép nhiều lần trên văn bia ghi danh công đức Thạch Kiều Bi Ký, hay còn gọi là bia cầu nang, được viết khắc vào năm 1842, Hoàng Triều Thiệu Trị năm thứ 2, cách nay 181 năm.
Tên xã, tên huyện, tên phủ trong mấy trăm năm qua đã nhiều lần thay đổi, nhưng tên địa danh thôn Nam Quán vẫn ổn định cũng đã được 200 năm. Địa hình thôn Nam Quán tọa lạc tại chính giữa xã Đông Động cổ xưa, phía đông tiếp giáp thôn Đông cùng xã, phía tây giáp xã thôn Xuân Đài cùng xã, phía nam giáp xã Thụ Triền cùng tổng, phía bắc tây bắc giáp xã Long Bá cùng tổng. Tổng Đông Động là địa đầu tây bắc của huyện Thanh Lan, sau huyện Thanh Lan đổi thành huyện Thanh Quan. Đây cũng là ngã ba tiếp giáp của ba huyện Thanh Lan, Thần Khê và Đông Quan. Từ năm 1955, xã Đông Động lấy tên thôn Đông Các làm tên xã, thành xã Đông Các hiện nay. Thời vua Duy Tân, cách nay trên 100 năm, thôn Đông Các có tên là thôn Đông. Thôn Xuân Đài cùng xã Đông Động cổ được sát nhập về xã Thụ Điền. Cùng thời điểm năm 1955, xã Thụ Điền được đổi tên thành xã Đông Động hiện nay. Chùa Liên Hoa hiện tại thuộc sự quản lý của chính quyền và nhân dân thôn Nam Quán, xã Đông Các, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Bên cạnh chùa Liên Hoa vừa nêu, thôn Nam Quán còn thờ thần Thành Hoàng là Đại Đạo Hoàng Dực Đại Vương. Thần đã được các triều vua nhà Lê Trung Hưng ban cấp 4 đạo sắc phong, cụ thể là triều Lê Dương Hòa cấp 1 đạo, triều Lê Cảnh Hưng cấp 2 đạo, triều Lê Chiêu Thống cấp 1 đạo. Rất tiếc do thời thế biến thiên nên đình thôn Nam Quán nay cũng không còn. Nhận lời mời của Đại Đức Thích Thanh Hiển, trụ trì chùa Liên Hoa, người viết đã tới thăm chùa vài lần, cùng ngài khảo cứu một số hiện vật cổ có liên quan đến quá trình lịch sử của Liên Hoa Tự đang được bảo lưu tại chùa, cụ thể là Liên Hoa Tự Ký Thiên Đài Thạch Trụ. Liên Hoa Tự Ký Thiên Đài Thạch Trụ là một cây cột đá được dựng ngoài trời phía trước Đại Hùng Bảo Điện. Cột có chiều cao 1,2m, 4 mặt rộng, mỗi mặt 25cm. Phía đỉnh trụ có chạm bông hoa sen nhưng đã bị vỡ. Mặt chính của thạch trụ có một dòng niên hiệu dựng thạch trụ rất rõ nét là Cảnh Hưng Nhị Thập Nhất Niên Bát Nguyệt Cốc Nhật, nghĩa là dựng lập ngày tốt tháng 8 triều vua Lê Cảnh Hưng năm thứ 21 Tây Lịch 1760. Trên bốn mặt đá được khắc kín chữ Hán Nôm ghi danh Phật tử trong xã, trong huyện, trong phủ và các phủ thuộc các trấn Kinh Bắc Hải Đông đã công đức cúng chùa qua các thời kỳ, từ thời Lê Trung Hưng triều vua Cảnh Hưng năm thứ 21 đến thời Khải Định Bảo Đại về sau. Rất tiếc do chất lượng đá và cũng do thời gian phong hóa nên nhiều chữ trên thạch trụ bị mờ do axit vào mòn, cho nên nội dung nếu có dịch cũng không thể thông suốt, cũng chỉ biết tổng quát sơ lược như vậy mà thôi. Căn cứ nội dung chính ghi trên cột đá thiên đài của Liên Hoa Tự khắc từ tháng 8 năm 1760, nay là 2023, tính ra tên chùa cũng đã có từ cách nay 263 năm. Khi đó chùa Liên Hoa trực thuộc xã Đông Động, tổng Đông Động, huyện Thanh Lan, phủ Tiên Hưng, trấn Sơn Nam Hạ. Đến đợt đầu triều Gia Long, huyện Thanh Lan đổi thành tên thành huyện Thanh Quan. Linh ứng tự trung là một vật cổ thứ hai. Linh ứng tự trung là một quả chuông cổ có thân thế tiểu sử đặc biệt, khác hẳn với những quả chuông cổ hiện đang tồn tại. Khác biệt ở chỗ trên thân chuông có hai bài tượng của hai chủ sở hữu. Chuông được phụng Phật tại hai chùa trong hai thời điểm khác nhau. Sự tình xin được tóm tắt như sau đây. Tháng 11 năm Ất Tỵ triều vua Thiệu Trị năm thứ 5, 25 vị hưng công cùng tín đồ Phật tử xã Nại Khê, tổng Kim Hương, huyện Phù Cừ, phủ Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đã góp tiền đúc chuông
cúng chùa Linh Ứng của xã Nại Khê. Đến năm Tự Đức thứ 9, thứ 10, liên tiếp 2 năm xảy ra lụt lội, chùa đổ, dân đói và chuông cũng lưu lạc trong dân gian 17 năm liền. Đến năm 1874, chuông được mua về chùa Liên Hoa bằng 160 quan tiền của tập thể 19 vị hương công bản hội Lạc Thiện thôn Nam Quán, đã phát tâm mua chuông cúng chùa. Quả chuông có chiều cao toàn bộ thân và quai là 92 cm, miệng chuông có đường kính 45 cm, thân chuông có chiều cao 65 cm, quai chuông đúc hai con linh vật có tên là Bồ Lao, cao 27 cm. Trên trán chuông được đúc 4 chữ Hán Linh Ứng Tự Trung. Thân chuông được chia thành 4 khoang. Khoang thứ nhất khắc một bài tựa ghi danh họ tên 25 vị hưng công cùng quan viên xã Nại Khê đã phát tâm đóng góp tiền của đúc chuông. Khoang thứ hai khắc bài minh ca ngợi công đức các vị quan viên xã Nại Khê đã phát tâm khởi thiện đúc chuông cúng chùa Linh Ứng trong xã. Rất tiếc vì một lý do tế nhị nào đó nên phần minh chuông ca ngợi công đức và tên người viết lời tựa đã bị mài mòn hai cột chữ, nên nội dung bài minh văn diễn dịch sẽ không được hoàn chỉnh như ý. Khoang thứ ba khắc một cột chữ ghi niên hiệu thời gian đúc chuông là tháng 11 âm lịch năm 1845. Khoang thứ tư là bài tựa của thôn Nam Quán kể về lai lịch của chuông và lý do mua chuông cùng cúng chùa Liên Hoa. Tháng 3 năm 1874, hội Lạc Thiện, nay gọi là hội Phật giáo, sau 2 năm tích lũy vốn liếng đã dốc toàn bộ ngân quỹ chung của hội là 160 quan tiền để mua chuông về chùa Liên Hoa. Sau khi đã mua chuông về chùa Liên Hoa thôn Nam Quán, đầu tháng 4 năm Giáp Tuất diều vua Tự Đức năm thứ 27 Tây lịch 1874, cụ tú tài Nguyễn Duy Hinh tên tự Lan Hiên là người thôn Nam Quán, đồng thời cũng là một trong các thành viên hưng công trong hội Lạc Thiện, mua chuông về chùa, đã cẩn thận thống kê biên soạn toàn bộ thông tin liên quan về lịch sử của chuông để con trai cụ là khóa sinh Nguyễn Duy Năng viết bài tựa tổng cộng 274 chữ Hán nôm ghi danh công đức 19 vị hưng công trong hội Lạc Thiện, đã phát tâm dốc hầu bao toàn bộ ngân quỹ của hội là 160 quan tiền để mua chuông chùa Linh Ứng xã Nại Khê về cúng chùa Liên Hoa thôn Nam Quán. Đến nay tháng 4 năm 2023, tính ra quả chuông đã có tuổi thọ 178 năm kể từ khi dân Nại Khê đúc nên, và chuông được đón về chùa Liên Hoa thôn Nam Quán đến nay đã là 149 năm. Nhân dịp kỷ niệm 149 năm chuông về với chùa Liên Hoa thôn Nam Quán và đã được tú tài Nguyễn Duy Hinh, tự Lan Hiên, nguyên quan tri huyện An Dương viết bài tựa xác định chủ quyền chuông Linh Ứng Tự thuộc quyền sở hữu của chùa Liên Hoa, nay Đức Vinh trân trọng giới thiệu toàn bộ nội dung lịch sử của chuông cổ để Phật tử bản tự Liên Hoa và nhân dân trong thôn trong xã cùng Phật tử thập phương thông tỏ nội dung chi tiết. Đức Vinh xin trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung văn tự trên Linh Ứng Tự Trung sở hữu của chùa Liên Hoa thôn Nam Quán vào các phần tiếp theo. Để có các thông tin chi tiết giới thiệu tới bạn đọc, Đức Vinh trân trọng cảm ơn Đại Đức Thích Thanh Hiển đã tín nhiệm hợp tác tra cứu, cung cấp tư liệu thông tin với người viết để người viết làm nên nội dung văn bản này. Đức Vinh trân trọng cảm ơn bác Đỗ Trác, nguyên quán xã Trà Lũ, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định và một số các bác, các anh chị em Hội Hán Nôm Việt Nam đã nhiệt tình trợ duyên cộng tác giúp đỡ tôi trong phần chuyển ngữ nội dung văn tự trên chuông. Trong quá trình biên dịch khó tránh khỏi sai sót, kính mong chư vị Phật tử bản tự cùng bạn đọc cảm thông chia sẻ. Đức Vinh trân trọng tiếp thu ý kiến tham góp của quý vị. Tháng 3 năm Quý Mão năm 2023, Phạm Văn Vinh, thôn Phú Điện, xã Đông Động, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, biên tập, đồng biên dịch,
Văn bản này được ấn bản ngày 19 tháng 5 năm 2023. Sau đây, xin mời quý Phật tử cùng quý khán giả kênh Đức Vinh TV sẽ theo dõi nội dung toàn bộ hai bài tựa trên Linh Ứng Tự Chung của chùa Liên Hoa, thôn Nam Quán. Xin trân trọng kính mời. Trân trọng giới thiệu nội dung chuông chùa Liên Hoa, thôn Nam Quán, xã Đông Các, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Linh Ứng Tự Chung. Bài tựa thứ nhất. Bài tựa của chùa Linh Ứng, xã Nại Khê. Văn bản nguyên văn phiên âm. Hưng Yên tỉnh Hoái Châu phủ Phù Cừ huyện Kim Hương tổng Nại Khê xã Kỳ Lão sắc mục Nguyễn Tuấn Tử, Nguyễn Đình Quản, Nguyễn Duy Trân, Nguyễn Đình Tuế, Nguyễn Đăng Hào, Trần Đình Thuyết, Nguyễn Tuấn Ý, Nguyễn Văn Nha, Đỗ Văn Dêu, Trần Văn Môn, Nguyễn Đăng Nghi, Nguyễn Đình Bính, Trần Đình Đam, Trần Đình Vận, Trần Đình Tào, Nguyễn Đình Nhuận, Trần Đình Kỳ, Nguyễn Tuấn Triệu, Đặng Đình Thụy, Trần Đình Ngạch, Hoàng Trọng Thập, Tín Lão, Nguyễn Thị Phụng, Trần Thị Viên, Trần Thị Hằng, Nguyễn Thị Thơm, Đồng Xã Thượng Hạ Thái Lão, Thiện Tín Đẳng, Tịnh Môn, Tích Thiện Đạt Thiện, Thiên Lý Chiếu Nhiên, Cầu Nhân Đắc Nhân, Thánh Hiền Minh Huấn, Kỳ Minh Viết, Tiền Cự Tu Vi, Hậu Nhân Bằng Ấm, Phúc Đảng Hà Sa, Khánh Lưu Miêu Duệ, Hoàng Triều Thiệu Trị Ngũ Niên, Thập Nhất Nguyệt, Thập Cát Nhật. Đức Kinh dịch nghĩa như sau. Chuông chùa Linh Ứng, xã Nại Khê, tổng Kim Hương, huyện Phù Cừ, Phủ Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Danh sách 25 vị hương công là các ông bậc Kỳ Lão sắc mục và các bà trong xã Nại Khê đã cúng tiền đúc chuông cúng chùa Linh Ứng như sau. Các ông Nguyễn Tuấn Tử, Nguyễn Đình Quản, Nguyễn Duy Trân, Nguyễn Đình Tuế, Nguyễn Đăng Hào, Trần Đình Thuyết, Nguyễn Tuấn Ý, Nguyễn Văn Nha, Đỗ Văn Diêu, Trần Văn Môn, Nguyễn Đăng Nghi, Nguyễn Đình Bính, Trần Đình Đam, Trần Đình Vận, Trần Đình Tào, Nguyễn Đình Nhuận, Trần Đình Kỳ, Nguyễn Tuấn Triệu, Đặng Đình Thụy, Trần Đình Ngạch, Hoàng Trọng Thập và các bà Nguyễn Thị Phụng Phượng, Trần Thị Viên, Trần Thị Hằng, Nguyễn Thị Thơm cùng các cụ, các ông, các bà già trẻ trên dưới trong xã đã tiến cúng quả chuông này. Thánh Hiền dạy rằng các nhà hảo tâm tích thiện thì được thiện, trời Phật sẽ soi chiếu, cầu nhân sẽ đắc nhân. Nay viết minh rằng người xưa tích phúc tập thiện, lưu lại mai sau đức lớn phúc dày để dành con cháu. Kính cẩn viết lời tựa. Hoàng Triều Thiệu Trị năm thứ 5, ngày 10 tháng 11 năm Ất Tỵ 1845. Tiếp sang bài tựa thứ 2. Trân trọng giới thiệu nội dung chuông chùa Liên Hoa, thôn Nam Quán, xã Đông Các. Bài tựa Hội Lạc Thiện, nay gọi là Hội Phật Giáo của thôn Nam Quán. Nguyên văn phiên âm.
Nam Định tỉnh, Thái Bình phủ, Thanh Quan huyện, Đông Động xã, Nam Quán thôn, Lạc Thiện hội, Thiết Văn, Tự Chi hữu, Trung Do Lai cửu hỷ, Cái sở dĩ cảnh kỳ chúng kỷ tỉnh kỳ mộng truy thử, Phụng Phật kỳ diệt giác thế kê giã, Bản thôn linh ứng tự thiệu trị niên gian hương thôn chú tạo đồng chung nhất quả, Đại tự đức cửu thập lưỡng niên thủy lạo du thường phương dân mẫn thực trung vi chi bí nhiên, nhị thập thập ngũ niên trọng đông thôn nội giám sinh Nguyễn Trọng Trà, tú tài Nguyễn Duy Hinh, cựu phó lý Chu Hữu Tường, tề Chu Yến, xã đoàn Nguyễn Nghị, Nguyễn Tỉnh, Nguyễn Lãng, Nguyễn Cáp, Nguyễn Thái, Tín Lão, Đỗ Thị Phú, Nguyễn Thị Nhẫn, Hoàng Thị Minh, Phạm Thị Truyền, Nguyễn Thị Duẫn, Chu Thị Diên, Chu Thị Niêm, Chu Thị Vượng, Thị Hòa, Nguyễn Thị Chiêm đã các xuất tiền quan giao Nguyễn Tỉnh tiện nghi xuất nhập sinh tức kinh bản niên quý xuân đắc bản tức cai nhất bách lục thập quan giản mãi đồng chung nhất quả chiếu giá diệt trị kỳ số trung cao nhất xích lục thốn ngũ phân môn tâm bát thốn bình khẩu nhất xích nhất thốn chất chế viên hoàn thanh âm vẫn lượng giữ cựu trung đăng quyên cát cụ biểu yên cung đăng chi tự lương nhân huệ vu trung dĩ truyền vĩnh cửu thời tự đức nhị thập thất niên tuế giáp tuất mạnh hạ thượng hoán thôn nội tú tài Nguyễn Lan Hiên Hình Cẩn Trí nam tử Nguyễn Duy Năng Thư bản dịch nghĩa chuông chùa Liên Hoa bài tựa của thôn Nam Quán như sau hội Lạc Thiện thôn Nam Quán xã Đông Động huyện Thanh Quan phủ Thái Bình tỉnh Nam Định cần viết thiết nghĩ có chùa là phải có chuông đó là quy luật tiếng chuông chùa như thức tỉnh tâm trí con người ta thoát khỏi u mê ham hố trần tục để hướng về cõi Phật nơi hướng thiện chùa ta nay đã có chuông phụng Phật xin kê biên sự tình duyên cớ như sau chùa Lưng Như Ứng xã Nại Khê thời Thiệu Trị dân trong xã ấy đã cùng nhau phát tâm tiến cúng tiền của đúc một quả chuông cúng chùa làng đến triều vua Tự Đức năm thứ 9 thứ 10 tây lịch 1856-1857 hai năm liên tiếp xảy ra lụt lội chùa đổ ruộng đồng tiêu điều lương thực cạn kiệt dân tình điêu linh cơ sự đó đã đưa đẩy chuông chùa Linh Ứng lưu lạc dân gian 17 năm liền rồi nay mới về chùa Liên Hoa thôn Nam Quán ta tháng 11 mùa đông năm Nhân Thân triều vua Tự Đức năm thứ 25 tây lịch 1872 các vị quan viên hội Lạc Thiện của thôn Nam Quán gồm có các ông giám sinh Nguyễn Trọng Trà tú tài Nguyễn Duy Hinh, cựu phó lý Chu Hữu Tường, tề Chu Yến, xã đoàn Nguyễn Nghi, Nguyễn Tỉnh, Nguyễn Lãng, Nguyễn Cáp, Nguyễn Thái, cùng các lão bà trong hội gồm có Đỗ Thị Phú, Nguyễn Thị Nhẫn, Hoàng Thị Minh, Phạm Thị Truyền, Nguyễn Thị Duẫn, Chu Thị Diên, Chu Thị Niêm, Chu Thị Vượng, Thị Hòa, Nguyễn Thị Chiêm, 19 vị trong danh sách hội Lạc Thiện vừa nêu đã tín nhiệm giao cho ông xã đoàn Nguyễn Tỉnh toàn bộ số tiền vốn quỹ hội để ông Nguyễn Tỉnh toàn quyền xuất nhập cho vay lấy lời. Đến tháng 3 mùa xuân năm nay 1874 thu về cả gốc và lãi tổng số là 160 quan tiền để mua quả chuông cũ của chùa Linh Ứng. Đối chiếu thông số và số tiền mua quả chuông xin liệt kê cụ thể như sau. Chuông cao tổng thể 92cm, thân chuông cao 65cm, quai chuông cao 27cm, miệng chuông có đường kính 45cm,
lòng chuông, tâm chuông là 34 cm, qua chuông đúc hình hai linh vật tên là Bồ Lao. Chất lượng chuông đồng còn tốt nguyên vẹn, âm thanh vẫn chuẩn như ban đầu, tất cả đều đạt yêu cầu về chất lượng và mỹ thuật. Chuông đã được tiến cúng chùa và treo lên xà giường của chùa Liên Hoa để tiếp tục sự nghiệp phụng Phật. Đồng thời nay cũng khắc thêm lên chuông bài tựa ghi danh công đức chư vị bản hội lạc thiện thôn Nam Quán để lưu truyền vĩnh cửu muôn đời. Hoàng triều Tự Đức thứ 27, thượng tuần tháng 4 năm Giáp Tuất Tây Lịch 1874, Tú Tài Nguyễn Duy Hinh tự Lan Hiên cẩn trọng kê biên nội dung con trai là khóa sinh Nguyễn Duy Năng viết. Thời nay một quả chuông với thể tích như thế này thì cũng không, so với cái thời kỳ kinh tế của thời hiện đại thì cũng không phải là nhiều tiền. Nhưng với các cụ ngày xưa mà cái thời đồ đồng, đồ đá là một tài sản quý giá nhất trong nhà, nhưng các cụ đã dành dụm tiền của để đúc chuông cúng lên chùa và ghi lại các cái thông tin văn hóa lịch sử của thời cách đây đã gần 200 năm. Để đến hôm nay, qua thông tin của quả chuông, toàn bộ các văn tự trên chuông, con cháu hậu thế mới biết được ai là những người đã phát tâm cúng dưỡng Tam Bảo. Công đức của các cụ vẫn còn đó, tên tuổi vẫn còn. Quả thật là công đức vô lượng. Đến đời nay, sau 150 năm, hẳn là các cụ, con cháu của thôn Nam Quán cũng sẽ rất tự hào. Và nhất là khi con cháu của các cụ, người xã Nại Khê ở bên huyện Phù Cừ, Hưng Yên ấy, mà được biết được cái thông tin này, hẳn là sẽ rất tự hào và biết được trong quá trình lịch sử địa phương thôn xã Nại Khê, bây giờ là thôn Nại Khê của xã Tiên Tiến, sẽ rất cảm động. Một thời khốn khó đã qua, ngày nay xã hội phát triển, đời sống thay đổi, có tiến bộ rất nhiều, hạnh phúc hơn các cụ ngày xưa rất nhiều. Hẳn là chùa to hơn, đẹp hơn, nhưng những hiện vật này quả là vô giá, công đức của các cụ vô lượng. Nhân một Phật đản, và cũng đúng là thời kỳ của chuông chùa Liên Hoa khắc cũng vào thời điểm đầu tháng 4 như hôm nay, thật cảm động. Xin trân trọng ghi nhận, ghi tri ân công đức của các cụ. Sắp cũng là một Phật đản, Đức Vinh xin trân trọng gửi lời chúc quý thầy, quý Phật tử cùng các bạn khán giả kênh Đức Vinh TV luôn mạnh khỏe, an lạc, vạn sự hanh thông. Nam Mô A Di Đà Phật.